Xin chào các bạn. Buổi trưa hôm nay thì mình làm cái clip ngắn review cái phôi mới về để chuẩn bị cho những sản phẩm clip tiếp theo. Đấy, anh em, đây là phôi mới về các bạn nhé. Anh em nào mà nhìn phôi mà thích thì có thể đặt hàng bên mình luôn nhá, để sản xuất các bạn nhá, sản xuất rất kịp nhá. Đấy, thường bên sản xuất phôi thì người ta sẽ tặng kèm cái lục giác. Mà bây giờ thì nhiều anh em dùng cái lục giác sao, do là những con ốc titan ấy, là ốc sử dụng nhiều là ốc cục giác sao, cho nên là chuyện lục giác thì tùy anh em cái loại ốc nào thì mình sẽ tặng lục giác đó nhá. Đây này, đây phôi của mình mới về xong. Chiều nay thì chắc là có clip về cây đầu trâu đấy. Anh em thích cái sản phẩm về cây đầu trâu rất là đẹp luôn, form cầm rất là thích, thì chiều nay mình sẽ giới thiệu anh em sơ qua về cây đầu trâu sau nhé. Đây chào, rất là kỹ luôn các bạn. UFO, một con UFO, đấy, inox 12 ly, bề mặt phôi đẹp, lượn, đầu lượn nhá, một cái UFO, của cái mẫu này thì đang hot anh em ạ, mẫu Hunter này, rất nhiều anh em khoái cái mẫu này, đấy, cơ bản là giá thành mình làm thì nó hợp lý, cái mẫu này thì mình làm nhiều lắm rồi. Rất nhiều là cái sản phẩm đã đến tay anh em thì anh em rất là thích, giá thành thì hợp lý. Ở đây con này là một con Densily. Densily này thì anh em biết là loại gì rồi đấy. Đấy, đấy cái mặt nó này, cái vết cắt này, cái vết cắt thì nó lại hơi vàng. Đố anh em biết con gì? Cái chị em nó là đẹp. Về tổng quan thì mình thấy cái phôi đẹp rồi, không lòng vòng nữa, nói thẳng luôn với anh em vào vấn đề luôn nhá. Đây là cây SKD, thép SKD nhá. Thì bề mặt phôi các bạn thấy là bề mặt phôi nguyên bản của SKD thì nó là như vậy này. Đấy, còn cái mặt cắt của nó này là cái đầu đấy, thì các bạn thấy là có sự khác biệt đúng không. Đấy, SKD thì cắt lên thì nó hơi vàng như này, nó hơi ám vàng. Còn đây là cái chữ S, thì chữ S này bằng mặt bằng titan nhé, cái này bằng titan, thì mình sẽ hoàn thiện cái này trong ngày mai thì anh em sẽ có sản phẩm hoặc là mốt nữa, tại vì khi mà mình hoàn thiện xong ấy thì còn phải đi tôi để cho nó cứng. SKD thì mình nói các bạn đây này, nó thực ra về nguyên bản khi mà chưa mài, chưa tôi ấy, thì nó sẽ không cứng lắm đâu, nhưng mà khi mà cho đi nhiệt luyện lên ấy thì nó rất là cứng. Đấy, nó rất là cứng. Như nên tại sao mà nhiều anh em chơi ná cứ bảo là loại ná chống va đập đấy, là do nó được tôi luyện nhiệt lên thì nó mới cứng được. Đấy, và khi cứng thì nếu anh em bắn vào thì viên bi của chúng ta thường là bi dởm, mà bi mà để mà chúng ta bắn chơi ná thường là mua loại bi rất là rẻ. Bi rẻ do cái độ nén của nó, độ cứng của nó, độ làm để cho cái bề mặt nó cứng thì nó không được tinh luyện ấy, thì cho nên là nó mềm. Thì so với độ cứng giữa cái con ốc giữa cái viên bi ấy, bi sắt mà chúng ta đang chơi ấy, với loại thép thì nó sẽ không cứng bằng, cho nên thằng nào cứng hơn thì thằng ấy không móc. Đấy là nguyên lý của nó nhé. Nhưng mà về cơ bản thì thằng SKD này khi nó đã tôi lên rồi thì nó rất là cứng. Đấy, độ cứng nó rất là cao. Đấy, con này, đấy, anh em nhìn sơ qua thì form được không? Đấy, quay chỗ này cho nó anh em thấy cái, được cái form dáng của nó nhé. Đó.
dạng con này. Vì thế là cái chất liệu thép này nhìn, nếu mà anh em mà tôi lên toàn bộ lại đây xì lý thì sẽ khác. Nó khác bây giờ, bây giờ là cái bề mặt nó đen này, nhưng mà cái vết cắt của nó thì nó sẽ màu vàng, nó hơi ám vàng một tí. Rồi cái này thì mình sẽ hoàn thiện cho các bạn xem nhé. Còn anh em nào vẫn trong cái chương trình shop cái mẫu Hunter này, anh em thích thì liên hệ mình nhé để đặt cái thông số cho đúng với cái yêu cầu của anh em. Đây như đây này, thực sự là cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà nó không phải là nó không xịn, mà riêng cái mẫu này mình làm giá rẻ thôi, còn mọi cái tính năng thì nó sẽ y như những cái sản phẩm khác và được làm theo yêu cầu luôn. Ví dụ như cây này nhé, cây này của một bạn đặt thì bạn đặt là cái đầu 2/2. Đấy, cái đầu 2/2 là vẫn đặt theo yêu cầu. Còn cái này thì chỉ là 1/8 thôi. Đấy, thì vẫn theo yêu cầu anh em thích. Thông số bao nhiêu thì chỉ cần liên hệ bên mình sẽ hỗ trợ anh em cái việc mà vẽ mẫu này, rồi thiết kế lại cái thông số này. Đấy. Còn nhiều một số anh em thì có hỏi là anh ấy cái form này ấy, nhưng mà em muốn thay đổi cái hình khác được không, thì thay đổi được nhưng mà giá thành nó không phải là như là mình đang treo ập nhé các bạn nhé, giá thành nó sẽ khác. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video chiều nay nhé, về cái sản phẩm mới, sản phẩm con đầu trâu, anh em xem có cái gì gọi là ấn tượng với cái mẫu đó. Mỗi một cái lá, mỗi một cái form lá có một cái kiểu dáng dấp khác nhau, thì tùy người, có người thích nọ, người thích cái kia. Đây, cái form này thì mình thấy là nó cũng rất dễ cho anh em bắn vừa ôm vừa tỉ. Đơn giản như là những cây này thì mình cũng đang hoàn thiện lại này. Đấy, mình cũng đang bo lại. Đây là những cây lá mà hàng tàu thì nó rất là rẻ. Anh em mà muốn ra dễ thì cứ chọn những sản phẩm như thế này thôi, vì giá thành nó rất là rẻ. Về chất lượng bo thì bên mình bo lúc nào nó để làm sao anh em bắn nó êm tay này, vừa ôm vừa tỉ đều được. Đấy là cái cách bo của bên mình. Và cái mức độ hoàn thiện ấy, thì anh em có thể xem lại những clip trước, xem những sản phẩm mà mình đã làm rồi ấy, thì anh em sẽ thấy được là cái mức độ hoàn thiện như thế nào. Thực ra mình làm thì chỉ một mình làm thôi, cho nên là cái tốc độ thì nó sẽ không nhanh, nhưng mà bù lại là cái sản phẩm nó có sự đồng đều. Đấy. Các bạn cứ để ý mà xem, nếu mà một cái sản phẩm mà được đồng đều ấy thì nó phải do một người làm. Còn nếu sản phẩm mà làm theo kiểu như là rất nhiều người làm thì nó sẽ không có sự đồng đều đâu, nó sẽ có người thì bo theo kiểu này, có người bo theo kiểu khác. Đấy, cho nên là những cái thợ mà dạy như làm một mình hoặc làm lâu rồi ấy, các bạn để ý mà xem, như các bạn không phải riêng gì mình mà có rất nhiều bạn khác làm về lá, thì mỗi người sẽ có một cái phong cách riêng, mỗi người sẽ có cách làm sản phẩm riêng, và mỗi người sẽ có một cái nét riêng. Các bạn để ý kỹ một tí là các bạn thấy được cái nét riêng của từng cây lá do từng người thợ làm. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là tất cả anh em thợ, tất cả những người làm lá đều hướng tới cái sản phẩm làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng là chính. Tức là khách hàng phản hồi, các bạn cảm thấy sản phẩm nó bo như thế này là ok này, nó bo như thế kia thì nó sẽ gọi là cầm êm hơn, hoặc là bắn tỉ thoải mái hơn, hoặc là một cái nhu cầu nào đấy các bạn. Thì tất cả những người thợ là hướng tới các bạn. Đấy, các bạn là người quyết định. Các bạn là người quyết định cho cái dáng dấp của sản phẩm, hay là cho cái độ mượt mà, hay là cho cái độ bóng, hay là cho độ nhám. Đấy, thì mình muốn nhấn mạnh các bạn là chính các bạn là những người tạo ra những cái người thợ. Đó, chứ không phải người thợ tạo ra các bạn tạo ra cây lá đâu, mà các bạn là những người tạo ra người thợ. Các bạn hãy điều chỉnh, hãy đưa ra ý kiến của mình để những người thợ người ta có thể phát triển hơn. Mình thấy rất nhiều người sản xuất kiểu như là đầu tiên ý, thì sản xuất không được đẹp lắm. Bản thân mình cũng không dám chê trách đâu, nhưng mà thực sự ra những sản phẩm, có những sản phẩm nó thể hiện cái lỗi, nhưng mà sau một thời gian mình thấy là các bạn đó làm tiến bộ rất là nhanh. Bản thân mình ý, như khi một cái quá trình sản xuất của mình nó rất là lâu, mình mới cảm giác được là mình nên cải thiện cái gì, nhưng mà có những bạn tiến bộ rất là nhanh, sản phẩm rất là đẹp. Đấy, không riêng gì mình đâu nhé, có rất nhiều bạn sản xuất đẹp. Đấy. Còn giá thành thì anh em có thể tham khảo từng người nhé, mỗi người có một cái giá thành khác nhau, tùy vào cái mức độ hoàn thiện của người ta, hoặc là tùy vào cái tốc độ sản xuất của người ta. Rồi, clip buổi trưa hôm nay mình xin tạm dừng ở đây nhé, hẹn anh em ở buổi chiều sản phẩm một cây đầu trâu. Đấy, cái đấy thì mình đánh giá khá cao về cái form giá thì mình sẽ nói chi tiết sau. Rồi, xin chào các bạn.
hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.